Sáng ngày 5 tháng 2, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm chúc Tết các đơn vị trực Tết gồm Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh, Công ty Điện lực Tây Ninh, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng biểu dương ghi nhận những kết quả hoạt động của các đơn vị trong năm qua đã góp phần quan trọng cho sự phát triển ổn định kinh tế xã hội tỉnh nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2024, trong đó chú trọng công tác đảm bảo cung ứng nguồn nước, nguồn điện phục vụ sản xuất sinh hoạt đời sống nhân dân, bảo đảm chất lượng nguồn nước, làm tốt công tác đảm bảo mỹ quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Văn Thắng trao quà chúc cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị năm mới nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đón Tết vui tươi, hạnh phúc.